chào các bạn đã tới với bộ sưu tập thời trang công chúa chủ đề về hoa. Tiếp xin tự giới thiệu mình tên là Diệp Tiên Bình, học sinh lớp 2A trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là bộ đầm tan hoa tulip. Đây là bộ đầm tan hoa hồng. Đây là bộ đầm tan hoa mai. Đây là bộ đầm tan hoa sen. Đây là bộ đầm tan hoa cúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.